thực hiện theo cộng phân số 3 phần 4 2 3 phần 4 cộng với 2 phần 5. Đấy. Thì phương pháp rất thú vị như sau. Đầu tiên ta lấy nhân chéo như thế này. 3 nhân 5 15 đặt ở đây. Ok. 4 nhân 2 là 8 và đặt ở đây cộng lại. 15 cộng 8 là 23. Rồi ok, con mẫu số nhân lại với nhau là 20. Vậy kết quả là bằng 23 phần 20 các bạn nhé.